rồi nó đang sending như nè các bạn, nó đang gửi cái thông tin gì, nó lấy file về nó chạy nè, rồi ngon lành luôn, về màn hình màu cái chát luôn. Rồi khi về màn hình màu á, được các bạn đợi cho nó cài cái các bạn cài luôn nha, cài cái này là driver của CD Board nè. Alo, xin chào các bạn. À, mình đã có cái con iPad nè, hiện tại nó hoạt động bình thường thôi. Con này thì iPad Air 2 nha các bạn, iPad Air 2. Mà cái bảng này là cái bảng có sim, cái bảng dùng sim ha, cellular, cái bảng xài 4G nè. Thì như video trước mình có nói là hôm nay mình sẵn cái con máy này mình hướng dẫn các bạn về màn hình màu ha, để đổi số series mà dùng cáp DCSD nha các bạn. Ví dụ con này là iPad Air 2 nè, ghim vô máy tính nè, iOS 15.7, số series, số email đồ đầy đủ. Nói chung con máy này hoạt động bình thường thôi. Thì tiếp tục mình mở cái tool Magic như video trước á, mình có hướng dẫn các bạn mà về màn hình màu đổi số series những cái con máy mà không có cần đáp cáp DCSD á. Còn con iPad Air 2 này thì nó là chip dạng như E8 hay là E9 gì đó, thì mình về màn hình màu á, mình đổi số series mình phải cần cáp nha. Thì chờ driver đồ nhận đầy đủ á, thì cái tool Magic nè là nó chạy hoàn toàn tự động nha. Hiện tại thì đăng ký cái mã ASIC á, thì các bạn copy mã ASIC trên tool, rồi mình vô cái bot trang chủ của FRB á, rồi mình đăng ký nha các bạn. Rồi chờ vô trang web xong á, mình điều hướng xuống, rồi bắt đầu các bạn chờ nó đếm xong nè, rồi mình dán cái số ASIC mình vô, rồi mình đợi. Mình đợi nó đếm xong, nó hiện cái ô submit á, là các bạn bấm vô, các bạn bấm đăng ký thôi, khá là đơn giản ha. Mình đăng ký xong á, mình trở lại tool nó mình chạy thôi các bạn. Rồi các bạn đăng ký thành công á, mình quay trở lại tool, rồi mình kiểm tra coi thử driver rồi nó còn nhận không. Nhiều lúc cáp này kia mình sợ nó lỏng này kia, nó mất cái nối nha các bạn. Rồi tiến hành mình boot bubble thôi, các bạn bấm là nó tự động vô chế độ recovery, rồi tool nó hướng dẫn mình vô chế độ depo. Vô depo thì các bạn vô theo tool cũng được, mà các bạn vô quen tay các bạn bấm nhịp nhẽ cũng được ha, tùy theo các bạn thôi. Rồi khi vô depo thành công á, thì cái tool nó sẽ chạy, nó sẽ load những cái file boot điều á, rồi nó đưa cái máy mình về màn hình màu. Nói chung mình về màn hình màu á là về được hết, nhưng mà tùy theo cái dòng máy các bạn. Có máy thì không có cần cáp, và có máy thì cần cáp nha. Cái này thì mình nói cũng khá là kỹ ha. Thì các bạn trên màn hình nó có một số dòng cần cáp và không cần cáp á, thì các bạn để giúp mình ha. Rồi khi mà nó boot điều á, nó về màn hình màu á, những như là cái con iPad Air 2 này nè, nó không có mở cho mình một cái bọt, thì mình phải dùng một cái cáp bên thứ ba nha. Những cái con máy mà dùng cáp á các bạn, mình để nó boot bubble nó hơi lâu ha, hơi lâu. Những cái con máy mà dạng như nó tự động nó mở bọt luôn khi về màn hình màu nha. Rồi các bạn cứ đợi thôi, driver nhận đầy đủ là nó chạy ngon rồi các bạn. Cái này nói chung tool này hiện tại thì trên Windows nó khá là tiện, chứ nó thực ra nó ra lâu rồi, nhưng mà hầu như mình chạy trên macOS không nha. Rồi nó đang sending như nè các bạn, nó đang gửi cái thông tin gì, nó lấy file về nó chạy nè, rồi ngon lành luôn, về màn hình màu cái chát luôn. Rồi khi về màn hình màu á, được các bạn đợi cho nó cài cái các bạn cài luôn nha, cài cái này là driver của CD Board nè, cài luôn. Rồi khi cài driver rồi là thành công á, nhưng mà các bạn thấy nó lên màu nè, nhưng mà bên góc trái á, cái board nó chưa mở ra ha. Thì như vậy á, là mình phải dùng một cái cáp bên thứ ba nha các bạn, dùng cáp DCSD nè, rồi mình đổi số series nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình.